Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào bác nhá. Hiện tại là rất hân hạnh là chúng tôi đang đón chú Thụ tại Đồng Lương đây. Chú đang ký duyệt bộ trường kỷ gỗ lim. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 23 tháng 11. Đang những dịp cuối năm rồi thì khách hàng đang mua sắm rất là nhiều. Và bên xưởng thì đang có rất là nhiều trường kỷ. Đây, vân veo rất đẹp lớn nhá, quý vị nhá. Đây, hàng tôi đã lên một nước lót rồi. Đấy, vân veo gỗ lim. Kích thước là dài 2m17. Chất liệu gỗ lim Nam Phi. Đấy, 4 vách, tay đục ốc. Tay đục ốc và ốc của chúng tôi là ốc liền quý vị nhá. Đấy, ốc liền. Đấy, những sản phẩm một số sản phẩm những xưởng khác làm là ốc rời, là đục hoặc gắn ở đây này, nhưng xưởng của tôi là làm ốc liền. Đấy. Rất là giá trị và đẹp. Đây là hai bộ nhá, thì một bộ này là chú Thụ tại Đồng Lương đã ký duyệt rồi. Đấy, còn đây còn một bộ nữa thì bộ này là khách hàng đã chốt rồi quý vị ạ, đã có khách hàng chốt rồi. Đấy, ngoài ra chúng tôi còn rất là nhiều các sản phẩm khác thì quý khách hàng hãy liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đây. Trong này có một chiếc sập thờ gỗ vụ chân 24 rất là VIP đẳng cấp này, quý khách hàng nào có nhu cầu hãy tham khảo con sập này nhá. Chân 24 này. Dài 2m17, rất đẳng cấp luôn. Khách hàng đã ký duyệt xong phần mộc của sản phẩm rồi đấy thì sau đó thì chúng tôi sẽ viết hóa đơn cho khách hàng đây. Ok mọi người nhé, mọi người có nhu cầu hãy liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nha. Ok.